các bạn nào mà mới qua Nhật thì nên lưu ý cái trường hợp này nhá. Người Việt Nam mình thì được cái là đi đâu cũng rất là quan tâm cái mọi người xung quanh. Nhưng mà riêng trường hợp này thì mình khuyên là các bạn không nên quan tâm. Người ta mệt, người ta ngủ thì là chuyện của người ta. Người ta say, người ta cũng ngủ cũng là chuyện của người ta. Cái việc tốt nhất mà các bạn có thể làm đó là kệ người ta. Chính xác đấy. Đơn giản bởi vì người ta sẽ không bị làm sao đâu. Trên tàu bây giờ thì mình để ý là cũng có camera rồi. Tiếp nữa là ở những cái toa cuối ấy, thì lúc nào cũng có nhân viên người ta chạy check từng toa để xem có quên đồ gì không, để xem có ai ở lại không, người ta sẽ gọi dậy, người ta nhắc nhở đi về. Nên là yên tâm, không sao hết. Tiếp nữa này, nếu như mà người ta thực sự là bị bệnh gì đó chẳng hạn, thì các bạn yên tâm là chắc chắn sẽ có một người Nhật người ta đứng ra và người ta sẽ bấm vào cái nút dừng tàu khẩn cấp. Và sau đó nhân viên trên tàu người ta sẽ thông báo là trên chuyến tàu này có ai là bác sĩ hoặc y tá không, tập trung tới cái khoang này để hỗ trợ có người bị làm sao đấy. Nhắc lại nhá, tuyệt đối không động vào nhá. Nếu mà người ta có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Nếu mà trong trường hợp người ta mất, mình động vào, người ta có mất cái gì, bạn là người chịu trách nhiệm. Và mình cũng khuyên luôn mấy anh con trai, nếu mà gặp các bạn nữ mà bị như vậy, cũng đừng bao giờ động tay vào nhá. Tốt cho các bạn thôi. Gặp con gái say ở trên đường, việc tốt nhất các bạn có thể làm đó là gọi cho công an tới. Mà gọi công an có khi còn phiền mình ấy. Nhiều bạn có thể chửi mình là máu lạnh, là không biết thương người, là như thế này như thế kia. Nhưng mà thực sự ấy, mình chỉ muốn tốt cho các bạn thôi. Đúng là thương người nó tốt, nhưng mà tốt mình phải thực hiện trong những cái hoàn cảnh nó như thế nào, ở đâu, ok. Vậy nhá, chúc các bạn có trải nghiệm vui vẻ tại Nhật. Thật là cảm giác.